chất lượng dẫn đến cái hộp thật gì. Ngày mai ta xa nhau rồi. Đó, cận đó. Từ nay những ký ức đã gì? Sẽ ở lại bên anh. Giờ xin giữ mãi những tiếng ngọt ngào. Dịu dàng ấm êm em trao lời yêu. Vì lời yêu đó sẽ mãi giữ ấm cho tâm hồn anh. Đó được chồng. Em đi hôm nay sẽ vắng bóng anh đi. Chẳng còn những tiếng nói anh yêu cho thế năm. Giờ mình phải chia tay trong nước mắt. Một lần sau cuối xin tiễn người đi bên anh. Hạt rồi. Nấu cho tao cái cháo đi. Dự ăn tiếng của